Hello anh chị em nhé, hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh chị em đó chính là một mẫu khẩu trang kháng khuẩn rất là hiệu quả luôn nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh chị em xem luôn là anh chị em có thể sử dụng loại khẩu trang này thì bên mình cũng có rao bán nhé, cũng khá là rẻ, không có mắc đâu. Khẩu trang này nhãn hiệu của nó là KF94 nhé. Và cái khẩu trang này thì mình cũng đã đang đeo và thử nghiệm rồi, anh chị em biết chút nữa mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng và cái tác dụng của khẩu trang này có lợi và có hại thế nào nhé. Thì bên mình thì có hai loại khẩu trang nhé, và rất chi là nhiều loại nha, nhưng mình chưa có cho mọi người xem. Thì khẩu trang này là khẩu trang mình thông dụng và mọi người cũng hay đang xài nhé. Loại khẩu trang này là khẩu trang bình thường, khẩu trang y tế bình thường nhé. Là khẩu trang này với giá là khá là rẻ nhé. Khẩu trang này trong hộp này thì có 50 cái thì có phía trong đây thì cái hộp này nó rơi tầm khoảng 30.000 nhé. Còn cái loại này thì nó cao cấp hơn, thì ngày sản xuất của nó thì cũng mới đây nha anh chị em nha, tháng 11 nha, 2021 nha. Khẩu trang này thì một cái này thì bán với giá cũng không có mắc lắm đâu, nó được 20.000 này, nhưng mà nó 10 cái chúng ta đeo này là nó rất chi là bảo vệ cái vùng kín của mình, hơi thở thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Giờ thì mình sẽ bắt một cái ra và mình sẽ cho anh chị em xem nhé. Cái loại khẩu trang như thế này nhé, bắt một cái thì lại ngoài. Bóc ra thì khá là đơn giản thôi. Hiện tại mình đang đeo khẩu trang vào cho nó an toàn nha, bởi dịch Covid-19 giờ rất nguy hiểm. Vì cái bệnh dịch đó là nó không như sốt ốm như bình thường đâu, mà nó xâm nhập thẳng vào phổi và nó có thể cắn gặm nhấm tủ lưa thôi. Anh chị em cứ phải đeo khẩu trang cho nó an toàn. Với khẩu trang này đảm bảo ok luôn nhé, bao hàng luôn nhé, có thể ship toàn quốc nha. Chị em có thể có nhu cầu anh chị em lấy nhiều thì mình có thể ship giá rẻ luôn nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ra và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé về cái tác dụng có lợi và có hại của cái loại khẩu trang như này và cái loại thường này nhé. Trong đây cũng có 10 cái nhé. Bao bọc khá là cẩn thận nhé. Đây, anh chị em thấy không ạ? Khá là cẩn thận nhé. Đó. Khẩu trang y tế này thì đeo thì rất khi là thoải mái nhé. Giờ mình lấy một cái nhé. Và khi chúng ta lấy ra chúng ta nhớ bóp cái ghim này cho nó chặt nhé, cho không khí vi khuẩn bên ngoài không thể nào rô được trong cái này nhé. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái loại khẩu trang này đeo như thế nào cho nó chuẩn nhé. Và chúng ta sẽ bảo vệ được sức khỏe cho mình và mới giao tiếp với người nào đó thì nó không bị bắn nước bọt, để chúng ta không bị lây nhiễm qua dịch Covid-19 rồi các lây bệnh nhé, nguồn bệnh nhé. Bây giờ cái loại này thì nó có cái tác dụng rất là tốt nhé. Bây giờ mình sẽ nêu lên cái tác dụng có lợi nhé. Trước tiên là khẩu trang này là có lợi cái là nó rất chi là nhỏ gọn và không có cồng cà cũng cánh, không có phồng phà phồng phành nhé. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh chị em xem luôn nhé. Này, không có phồng phà phồng phành, không cồng cánh luôn, thấy không? Đó, rất là đơn giản, nó không như cái loại khẩu trang kia nhé. Bây giờ mình sẽ lấy một cái khẩu trang kia mình sẽ so sánh cho các bạn xem nhé. Trang này này, giờ mình sẽ lấy một cái ra cho anh chị em xem. Đây là khẩu trang thông dụng như bình thường anh chị em cũng đã sử dụng nhé. Đây, thì cái dây này thì cũng giống nhau thôi, không khác gì nhau hết cả. Đó, ở trên đây thì có một cái thanh nhé. Ở bên trong này ấy, thì nhìn mắt thường ấy, thì bên trong nó có 3 lớp à, chứ chưa được 4-5 lớp đâu. Đó, nó rất chi là mong manh nhé. Chúng ta nếu mà chúng ta bịt vào chúng ta thở ấy, thì cái khẩu trang này là sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nhé. Bây giờ mình sẽ nêu ra những cái có lợi và có hại nhé.
Bây giờ khẩu trang ngày này thì nó có một cái lợi nhé, có một cái là nó nhỏ gọn này, đó, nhịp đàn hồi vừa phải này, ok này, không bị đau tai nhé, không bị đau cái tai này, đó, không kẹp vào tai, không đau tai nhé. Rồi về vùng thiết kế thì nó rất chi là dễ nhé, dễ chúng ta sử dụng nhé, chúng ta chỉ cần banh như thế này thôi, đó. Thì khẩu trang này nó thiết kế có nghĩa là cái viền xung quanh này này, viền xung quanh này nó sẽ bao kín hết luôn, đây, anh chị em thấy không ạ? Nó bao kín hết luôn, nó sẽ không như cái này là sẽ bị hở, hở là hở ở cái khung này này, khi mình chụp vào nó sẽ hở, hở trên này nữa, khi mình thở cái nó sẽ xì vào mắt, mà xì vào mắt nó sẽ đau mắt, khi chúng ta sử dụng nhiều lần và khi cái dòng lọc khí của nó thì cái này là khá là kín nhé, cái này kín mà sẽ lọc nhé, và cái này nó sẽ cho một cái vùng bên trong nó sẽ có một khoảng 1 cm, 1 cm thì chúng ta không bị chạm cái miệng ở trong khi nói, và chạm cái miệng ở trong cái mặt của cái khẩu trang này nhé, đó, nó không bị chạm mà chúng ta nói rất bình thường, và mồ hôi thì nó không bị đụng vào đó, nó không ướt khác trong đó. Đó, và không khí trong đó mình có sẽ thở bình thường, nó không như cái loại này. Cái loại này mình thở ấy, mà thở nhiều quá không tốt, mà không thở thì không được. Nó thở nhiều quá thì mình sẽ hít hít những cái lớp như là cái lớp mà rôm rôm nữa, cái lớp mà giống như kiểu như cái lớp cái bông nữa, mình sẽ hít vào nó chắc cũng hại phổi lắm nhé. Còn cái này không phải, nó không như vậy. Cái này mình có thể mình dùng được 2-3 lần được luôn, 2-3 lần là dùng được luôn nhé. Như cái này thì khác, cái này mà mình dùng một lần thôi nhưng mình mà giặt đấy là nó hư luôn đấy, nó xù lông ra, sau mà mình mà dùng lại ấy, là sẽ hại phổi lắm nhé, không có tốt cho sức khỏe đâu. Còn cái loại này lại khác, loại này là nó đã tính hết rồi, tính cái khoảng không và khoảng vòm để cho nó sao cho kít nhé. Ở trên đây có một cái thanh, trên đây có một cái thanh nhé, cái thanh ngang dài như này cũng nhé, để nó có thể kẹp, bạn nhìn thấy mình không ạ, kẹp 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 cái này này, không xì vào mắt được khi mình thở, mình nói chuyện bình thường thấy không, và nếu mình mà đeo cái này ấy, là nói chuyện nó sẽ xì vào mắt ấy. Xì cái hơi thở mình vào mắt ấy. Đó, và cái khẩu trang này thì thực tế thì nó chỉ nó có một lớp mới thôi, cái lớp đấy thì nó không thể nào mà nó khử khuẩn được, nó chỉ là chống bụi này rồi chống giọt bắn nói chuyện thôi, chứ là nếu mà nói về lọc thì không lọc được, bởi vì khẩu trang bây giờ thì nó tràn lan lắm, bởi vì người ta có thể các nơi tư nhân người ta có thể sản xuất được, mà bởi cái này nó cũng đâu khó khăn, nó khá đơn giản, hàng nhái hàng kém chất lượng rất là nhiều luôn. Còn khẩu trang này thì cũng là mới ra luôn, không có nhãn hiệu luôn. Đó là về cái tác dụng có lợi nhé, có lợi của khẩu trang như này nhé. Cái mặt thiết kế thì nó có tiện lợi hay không thì anh chị em thấy cái này thì nó cũng mình phải cẩn thận, khi mình chụp vào thì mình có thể băng nhân này, băng nhân này mình sẽ chụp vào thì mình sẽ kéo hai bên như này ra, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé, và mình kéo này nha, bịt thế này nhé, hoặc thế này này, đó, ok chưa, rất là đơn giản nhé. Còn cái này ấy, cái này thì mình phải bẻ ra, nó mất rất thời gian ban đầu mình bịa ra, nhưng mà xài một thời gian rồi thì nó lại bung như ngay, nên khẩu trang này nó hơi nó cũng có cái hay cũng có cái bất tiện. Còn cái này khi dùng xong rồi ấy thì mình có thể vứt thùng rác hay mình vứt chỗ nào mà rác thải nguy hại ấy, thì cái này cũng rất là nguy hiểm nhé, dễ bị lan ra không khí nhé. Còn cái này thì nó lại rất là tiện lợi nhé, là khi mình không sử dụng nữa thì bỏ ra như này thì nó sẽ tự kẹp lại như thế này, thì vi khuẩn nước nó sẽ nằm bên trong này, này. An toàn nhé, khi vứt vào thùng rác hay là vứt vào chỗ ngoài rác thải nguy hại nhé, anh chị em nhớ đừng vứt lung tung nhé, đừng vứt ra ngoài đường thấy nó ô nhiễm nhé. Chúng ta hãy cho vào trong một cái bịch ở đó, vứt vào rác thải nguy hại thì chúng ta cũng, những người ta đi người ta có thể rác thải y tế đó, người ta sẽ mang đi phân hủy bỏ nhé. Đó. Thì cái này khẩu trang này thì giao bán của nó là 10 cái này là có 20 ngàn này, còn cái này là 50 cái mới có 30 ngàn, nhưng mà anh chị em mà ham rẻ là không là chết toi luôn á.
khẩu trang này chị em đeo phải đeo hai cái, mà đeo hai cái chứ một ngày mà một ngày hai cái chết luôn. Đó, đeo xong không không được đeo lại đâu, đeo xong là chỉ vứt đi thôi. Đeo xong mà đeo lại ấy là anh chị em cầm như thế này, anh chị em để một cái tấm để ánh sáng này bình thường này thôi, anh chị em nhìn. Anh chị em nhìn xéo cái mặt này, thấy không? Nhìn bình thường này. Nhìn bình thường như này, anh nhìn nhìn phía này thế, rôm này. Các cái rôm này là mà anh chị ngửi vào, anh chị em ngửi vào. Nhất là anh chị em mà làm ở công ty xí nghiệp ấy, mà anh chị em mà cứ sử dụng khẩu trang này mà ngửi nhiều ấy, là sẽ bị ho này, bị ho mà bị thấy ngứa mũi này, thấy ho ngứa mũi này, thấy khó chịu này, nó là tính ở cái mặt bụi thế nhé, cái mặt là cái rôm ấy. Đó, nó xù xù lên này, lông xù này. Đó, người nào là to luôn á. Hiện tại bây giờ cái này mới như này còn nhìn thấy luôn này, thấy không? Quá trời luôn nhá, quá trời lông xù luôn á. Đó, nhưng cái này thì lại khác, cái này thì nó thiết kế là nó rất chỉ là mịn nhá. Đó, và mình cũng đã sử dụng rồi, mình thấy cái loại này thấy ưng ý này. Khi nó vùng chụp này, nó chụp hết xung quanh nó đều luôn nhá, cả dưới luôn này. Đó, thấy không? Làm sao mà mình có thể không khí mình nọt ra khoảng mà 20% thôi, là không khí nó đi qua đi ra đi vô 20% thôi. Còn như thằng này ấy, là không khí nó đi qua đi vô ấy, nó sẽ đi qua ở chỗ này. Mình sẽ chỉ cho các bạn này, nè, khi chúng ta kéo nhé. Wow, không khí đi ra rồi ở trên kia này, kể cả bạn bóp cái này nè, đi qua trên đây và đi qua cái lỗ này, này. Lỗ này, này. Cái lỗ này là cái lỗ đi qua nhiều nhất này. Đây này. Đó. Là nó sẽ đi qua cái lỗ đó, là không khí vi khuẩn là mình vẫn thở như bình thường. Đó. Và anh chị em mà làm trong cái khu công nghiệp nào mà nóng nực ấy, anh chị em đeo khẩu trang này rất khó chịu, bởi vì nó kín mít, nó sát vào miệng mình. Nên khi nó ướt át ở trên cái chỗ phía trước của mình này là mình khó chịu lắm. Nói chung là như thế. Nhưng chất lượng của cái này thì nó sản xuất rất chi là tù là nhiều, và thực tế của nó ấy, thì cái này chỉ là một cái lớp vải mà họ có thể họ nhúng phẩm màu hay thuốc gì đó nè. Anh chị màu xanh xanh này bây giờ không như ngày trước nữa đâu, bây giờ nó nâm cộm. Không phải mình chê cái loại này đâu, đâu nhưng mà cái loại này là khi cái lúc mà trước mà chưa có dịch bệnh ấy, thì họ dùng cái này, chứ bây giờ nó hiện đại rồi thì người ta sẽ cải tiến hơn cái loại như thế này. Và còn một cái loại nữa khác nữa nhé, một cái loại nó mềm luôn, nó mịn luôn, nó cũng chụp vào nhưng mà không ăn thua đâu. Bây giờ anh chị em mà muốn ăn thua nữa, chống dịch bệnh hay là gì gì đó, anh chị em chữ nước đeo cái bình oxy nhỏ nhỏ, cứ chụp để thở ở trong bình oxy nhỏ nhỏ thôi, vậy là an toàn nhất luôn, cảm không gian riêng biệt luôn, là đi đâu cũng ok luôn. Chứ còn nếu mình đi như bình thường này, mình đeo khẩu trang này hai ba cái thì ngộp phải thở chứ, mà càng thở càng chết, đúng không? Đấy là theo ý kiến của mình thôi, chứ mình không có chê gì hết nha, bởi vì mỗi cái sản phẩm nó dành cho những người khác nhau. Nhiều khi những người không có tiền người ta phải mua cái loại này, ví dụ vậy. Đó, những người nào xài sàn thì sẽ mua cái loại này, như thương hiệu như thế này. Đó, thương hiệu này chứ không phải là loại xịn đâu nhá, còn có loại xịn hơn nữa nhá, mình chưa giới thiệu. Loại thì giới thiệu cho các bạn, cái loại này xài nó cũng trung bình, nói chung là trung bình và dễ xài, nói chung như vậy. Đó, loại khẩu trang này trong mình khá là dễ dàng và dễ cầm đi nhá, cho cúp xe hay làm gì cũng được nhá. Còn cái loại trong hộp bình như này thì nó rất chi là cũng nặng nhắn. Tuy nó trong đây nó 50 cái vậy, nhưng mà chúng ta đeo như vậy cũng thấy chưa được an toàn thế nào. Nó rất nhiều nhãn hiệu nhá, nó nhiều nhiều loại lắm, không phải một loại một tên này đâu, nó nhiều khẩu trang y tế đó, nó nhiều loại. Ở bên đâu mình có mấy ngàn cái như này nhá, anh chị em nào muốn mình sẽ ship cho giá rẻ luôn. Anh chị em này lấy 10 cái thì mình sẽ giảm giá luôn, lấy rẻ luôn, ngàn một cái thôi, một ngàn một cái là cho nó 10 cái 10.000. Đó, đeo rất ok luôn. Đó, chuẩn luôn nhé.
giống như dọ mõm dọ chó vậy đó. Đó. Chuẩn đẹp luôn. Đây hiện tại mình đang đeo này, anh chị em xem này. Khẩu trang này đeo 2 ngày rồi chưa thấy xin nhé, chưa thấy lông xù lông nhím gì hết. Đó thấy không? Chuẩn men luôn nhé. Đó, khẩu trang nhé. Anh chị em nhớ phân biệt cho đúng nha, chứ không là mua hàng giả hàng nhái kém chất lượng chết luôn. Đấy, mình sẽ cho ở đây này, anh em bóc đây này. Đó, nó có một cái nước mà để kết dính bảo vệ nhé. Rồi mình mới bóc nhau một cái thì... đây nha, cái này đút vào nó dễ nhé. Đây, anh chị em đút vào này rất là dễ dàng nhé. Thấy không? Giờ móc vào cho anh chị em xem luôn. Này, thấy không? Ừ. Đó, vệ sinh sạch sẽ luôn. Đó, đó là những cái ý kiến là mình đóng góp cho tất cả anh chị em các bạn biết là khẩu trang nào đó tốt cho sức khỏe và tránh bụi bẩn mà có thể sức khỏe chúng ta có thể đảm bảo hơn nhé. Giá thành thì cũng khá là rẻ. Và còn nhiều loại khẩu trang nữa nhé. Thì bữa nào mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em luôn. Nói chuyện rất bình thường nhé. Bởi vì sao khẩu trang này nó có một không gian khoảng 1 cm đó, thì chúng ta có thể thở trong không gian đó. Rất chi là kín nhé. Điều hòa rất là ok luôn. Đeo rất là dễ chịu luôn nhé. Dây thì không có căng lắm, bình thường. Nói chung nó đủ cho nó đàn hồi nhé. Rồi ok, bây giờ mình đang ngồi trên tầng thượng nhé. Không gian rất chi là thoáng mát nhé. Ở dưới đây thì có rau này nọ. Rồi ok, mình đã hướng dẫn cho anh chị em các bạn nhé. Anh chị em các bạn thấy video này hay thì anh chị em có thể nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón nhận các video clip mà mình phát hành mỗi ngày nhé. Rồi ok, hẹn gặp lại mọi người video lần sau nhé. Bye bye nhé. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Phía đây thì có rau này. Đó, rau mình có dòng rau để mình ăn hàng ngày cho tốt cho sức khỏe nhé. Đó. Tiện thì mình cũng quay review cho anh chị em xem luôn vườn rau của mình thế nào nhé. Đó, rau này thì cái này người ta gọi cái này là mình dòng, có nghĩa là không phải dòng như ấy đâu. Mình dòng rau như bình thường nhé. Ok. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nhé. Bye bye.